Mình được tử vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỷ tỵ, tháng Ất Mùi năm tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Quốc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vậy ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại lâm mộc, ngày kỷ tỵ tức chi sinh can, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày khác. Về nạp âm, đại lâm mộc, kỵ tuổi, quý hợi, đinh hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân hợi đinh hợi tuổi xung trong tháng tuổi kỵ xỉu quý xỉu tân mão tân dậu và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ba nền trồng cây sao thiên thành tốt mọi việc sao phúc sinh tốt mọi việc sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao đại hồng sa tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ và nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và thiêu khổng minh hôm nay là ngày bạch hộ kiếp tốt xuất hành cầu tài đều được như ý muốn đi hướng nam hoặc là hướng bắc đều được như ý tiếp theo mà các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bước sang ngày thứ ba này gặp khá nhiều may mắn suôn sẻ nhờ có được thiên ấn trợ mệnh. Bạn mệnh tuổi Tý có được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình, sự năng nổ nhanh nhẹn của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp nữa rồi. Tuy nhiên, với bạn thủ Tí trong ngày này, bạn lại chẳng thích ồn ào mà chỉ thích muốn tận hưởng theo cách riêng của mình. Đôi khi chính bạn lại là người tạo ra một rào ngăn vô hình với những người xung quanh. Bạn đang sống và làm việc trong môi trường tập thể thì hãy cố gắng mở rộng lòng mình hơn nữa bạn thủ Tí nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn thủ Tí lại đang gặp ngày có ngũ hành thụy hỏa sâu khác. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình lại không được máy hòa thuận, bất đồng quan điểm và tranh cãi xảy ra liên miên, khó bề hòa giải. Bạn cần phải bình tĩnh ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ để có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khó bẻ hòa hợp, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy hãy mở rộng lòng mình hơn với mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi xỉu thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo sẽ gặp phải những khó khăn, những rắc rối trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành Sửu Tuất tư hình. Có vẻ như sự tự tin thái quá của bạn đã phản ngược lại tác dụng rồi. Bạn cần phải học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người khác. Đừng chỉ khăng khăng cho mình là đúng. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh không cần phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương từ ngày tây trái hoặc may mắn có thể sẽ trúng thưởng nữa. Và bạn cũng cần phải biết trân trọng khoản tiền mà mình đang có trong tay. Đừng có tùy tiện tiêu pha không kiểm soát bạn tuổi sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có được những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ. Bạn có được cơ hội gặp gỡ được nhân duyên của mình. Đây có thể chính là người trong mộng bấy lâu mà bạn đang tìm kiếm. Bạn đừng có chần chừ do dự nữa mà hãy mở rộng lòng mình đón nhận những tình cảm tuyệt vời mà người ấy gửi trao cho bạn nhé. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, đừng chỉ khăng khăng cho mình là đúng, hãy biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người khác. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, sự tự tin thái quá có thể mang đến cho bạn những rắc rối trong công việc. Từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc mệnh hỏa, quan hệ gia đình có được sự hòa hợp. In ấm từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đón nhận tin vui về tài lộc bất ngờ. và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi cái điều này là lời cảnh báo cho bạn tuổi dần đang có kẻ tiểu nhân trong bóng tối bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Bạn tuổi dần lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng trong từng hành động, lời nói của mình, tránh để xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, đang gặp ngày có kiếp tài giáng mệnh, cái điều này cho thấy bạn mệnh rất có thể vì hành động liều lĩnh của mình mà đánh mất đi một khoản tiền lớn. Và để tránh những rủi ro như thế này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào quan trọng liên quan tới tiền bạc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tự dần lại đang gặp được ngày có họa sinh cho mộc vượng. May mắn là cái chuyện tình cảm của bạn lại khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên cạnh động viên về tinh thần cũng như là chia sẻ về những khó khăn vất vả mà bạn đang gặp phải. Bạn hãy trân trọng và dành tình yêu cho người ấy nhiều hơn nữa bạn tự dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy kẻ tiểu nhân luôn trực chờ để hãm hại bạn tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn đầu tư tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm có được những khởi sắc hai người thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc người thân là chỗ dựa vững chắc cho bạn tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cẩn thận khi đầu tư về tiền bạc kéo lại bị thất thoát vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xám màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi ngọ Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi mão dễ vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ xã giao và tốt nhất là bạn tuổi mão nên tránh xa những cuộc trò chuyện bàn luận ở nơi công sở bạn sẽ không thể biết được mình sẽ rơi vào tình huống chia bè kết phái như thế nào đâu về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này may mắn là sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng vì những sự tranh cãi liên min cuối cùng mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng có thể được cải thiện hơn trong ngày khi bạn đang gặp được ngày của mộc sinh cho hỏa vượng cả hai đã biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn nữa rồi Ngày này, xem tử vi cho thấy, theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm tân Sửu Ngày này, nhân thần ở ngón chân, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm trích ở vị trí này ngày hôm nay nhé về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tránh xa các cuộc chia bè kết phái ở chốn công sở từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chia sẻ và lắng nghe để có được sự thấu hiểu nhau hơn từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp tình duyên nồng nàn ấm áp từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mâu thuận được hóa giải, gia đình êm ấm trở lại, Tử Vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cẩn thận hành xử trong các mối quan hệ xã giao. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. vi tuổi Thìn thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài đỏ mệnh cho nên với bạn sẽ sớm được đón nhận những tin vui về tiền bạc trong ngày hôm nay và sau bao nhiêu vất vả cuối cùng thì bạn cũng đã nhận được những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, với bà Tù Thìn trong ngày này, bạn mệnh đừng quá thật thà mà cho người khác biết hết số tiền mình kiếm được ở trong ví. Nếu gặp phải kẻ xó bụng, chúng sẽ chẳng để cho bạn in với muốn mồi biếu bợ này đâu. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho vận trình tình duyên của bạn trong ngày hôm nay có nhiều tiến triển. Bạn và người ấy có thể bàn tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi. Bạn hãy lên kế hoạch cho thật cụ thể cho tương lai của mình nữa bà tuổi Thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa sức khỏe tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp lên tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tiền bạc rỗng rĩnh không phải lo túng thiếu tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc các cặp đôi bàn tính về chung một nhà nữa rồi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đừng quá thật thà kéo lại dễ bị người khác lừa gạt tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cẩn thận kẻ xấu năm lia cướp đoạt về tiền bạc về đánh giá của bạn Tử Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Tỵ sẽ phải đối diện với không ít những khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay chỉ cần một lần không cẩn trọng có thể sẽ để xảy ra sơ suất bản mệnh có thể sẽ phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề không chỉ phải đền bù thất thoát mà còn dễ bị mất chức mất việc nữa đó bạn tuổi Tỵ nhé Ngày này, đối với những người đang tham gia các kỳ thi cử hay là ứng tuyển thì cũng cần phải chuẩn bị tinh thần, kiến thức cho sẵn sàng, đừng có chủ quan mà khiến cho bản thân mình phải hối tiếc về sau này. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm Tân Sửu nếu như bạn muốn tiến hành mọi công việc được suôn sẻ và thuận lợi hơn thì bạn mạnh nên chọn những giờ tốt và hướng xuất hành tốt để được may mắn Hướng xuất hành tốt trong ngày đó là Hỷ thần hướng Đông Bắc và Tài thần hướng chính Nam. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe của dấu hiệu đi xuống, cần phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, bình tĩnh và cẩn trọng luôn là tôn chỉ nam cho mọi hành động, từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim gặp rắc rối trong công việc cần phải nhanh chóng xử lý. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân, tránh dùng những lời lẽ khó nghe làm tổn thương đối phương. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu tuổi giàu từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tị ngọ tư hội cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ chẳng còn phải lo lắng muộn phiền về chuyện công việc nữa mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ tới không ngờ. Bà tử Ngọa có được sự may mắn, nhận được sự trợ giúp từ mối quan hệ hài hòa mà mình đã dày công xây dựng từ trước đó. Cùng với sự xuất hiện của thực thần chú mệnh, trong ngày hôm nay, quả thật là một ngày may mắn với bạn tuổi ngọ. Bạn có được cơ hội phát tài nhanh chóng, đặc biệt là đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, những mối làm ăn đầy, triển vọng khiến cho bạn không thể bỏ qua trong ngày được nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Những hiện tượng như đau nhức về gân cốt, suy nhược về thần kinh, đau đầu, mất ngủ cũng rất dễ xảy ra với bạn nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, đừng có lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể về sức khỏe. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được mấy êm ấm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có bỏ qua những cơ hội bất ngờ xuất hiện. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nhìn thấy cơ hội phát tài nhanh chóng, bạn hãy mau nắm bắt lấy. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, quý nhân trợ mệnh, mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhắc phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi. Từ vị tuổi mùi thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 3 này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được nhiều may mắn, có được vận quý nhân tam hội nâng đỡ cho nên con đường công danh sự nghiệp với bạn trở nên bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Bạn mệnh tuổi mùi nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó và sớm chạm tới mục tiêu của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này làm cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng có được sự vượng sắc không kiếm khi đón nhận tin vui về tiền bạc về đầy túi các khoản đơn thượng từ ngày tây trái hoặc là bạn có được sự may mắn trúng thượng bất ngờ ập đến khiến cho bạn không khỏi vui mừng còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, cái chuyện tình cảm của bạn mệnh cũng vô cùng là lý tưởng. Sau bao nhiêu sóng gió, cả hai đã có thể cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nồng ấm và hạnh phúc bên nhau khi trong ngày đang có được họa tương họa thổ tương sinh như ngày hôm nay. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình êm ấm, thuận hòa, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, tiền có trong tay, đừng có chủ quan, kẹo lại, mất lúc nào không biết, tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu bản thân mình đã đề ra, tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, có được cơ hội phát tài nhanh chóng, khiến cho ai nấy cũng phải ngạc nhìn, Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, tình cảm nửa đôi nồng nàn, gắn kết. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hỏi. cái điều này làm cho bạn tuổi thân sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận chút nào may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày của các thần là chính quan chiếu mệnh hỗ trợ giúp cho bạn cho nên bạn mệnh tuổi thân có thể sẽ vượt qua được những trâu gai thử thách một cách dễ dàng hơn với tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chống cãi được Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khác cái điều này sẽ gây ra cho bạn có những sự tranh cãi, mâu thuẫn giữa bạn với những người thân trong gia đình. Và nếu không sớm tìm được cách để hóa giải, mọi việc có thể sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn đó bạn tự thân nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn xảy ra liên minh, đôi bạn không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng quá phiền não mà ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nỗ lực hết mình, vượt qua được mọi khó khăn trở ngại. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, kiềm chế bản thân, đừng có để cho cả giận mất khôn. Và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi thìn. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ. Cái điều này có thể sẽ giúp cho bạn đạt được những kết quả tốt trong cả sự nghiệp lận quân đường công danh khoa cử bạn hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của mình cùng quyết tâm để tiến đến chạm vào cái đích cuối cùng của mình bạn tuổi dậu nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này có thể sẽ giúp cho bạn tuổi dậu đang có được sự năng động nhiệt tình cứ mãi mê giúp đỡ những người khác mà quên mất đi công việc của mình cần phải làm lúc này với những kẻ xấu bụng chỉ chờ đợi cơ hội này để tìm ra những sai sót của bạn và biến mọi thứ do bạn gây dựng sụp đổ bất cứ lúc nào. Lại thêm, trong ngày này với bạn tuổi dậu đang gặp ngày có họa kim xung khắc, cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang gặp nhiều trục trặc trong thời gian này. Bạn mạnh nên giữ bình tĩnh mọi khi đứng trước các quyết định quan trọng, bạn hãy đánh giá chi tiết từng tình huống đưa ra câu trả lời riêng cho mình bạn tuổi dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy kẻ xấu bụng sôi xét từng lỗi sai của bạn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tình cảm giữa cha mẹ và con cái gặp nhiều trục trặc khó tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ con đường công danh sự nghiệp đang rộng mở từng cánh cửa một tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình là đúng đắn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mãi mê giúp đỡ người khác mà bỏ bê công việc của chính mình vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu ánh kim màu trắng quý nhân phù trợ tuổi xỉu tuổi thìn tử vi tuổi tuất thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tuất nhận được những khoản tiền lương tiền thưởng xứng đáng cho những cống hiến của mình trước đó cũng may bạn mệnh là người có tính cách khá chi là chắc chắn và biết cách tiết kiệm cho nên số tiền mang về cũng chẳng phải lo nghĩ gì quá nhiều về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này cuối cùng thì sau bao nhiêu cách trở hai người cũng đã có được cơ hội thử và trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ ngũ hành hỏa thổ tương sinh sẽ tiếp thêm cho bạn có được sức mạnh cùng với người ấy vẽ tiếp bức tranh về tình yêu đang còn dang dở nữa ngày này xem tử vi cho thấy theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn thực hiện những công việc như là khởi tạo tạo tác xây cất về nhà cửa, trôn cất, cưới gã, các vụ việc khác cũng tốt như là dựng phòng, cắm trại, xuất hành. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý, kiên cử việc đi thuyền, kéo lệ gặp rủi ro xảy ra với mình. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có được cơ hội trải nghiệm về cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nhân duyên tốt đẹp, tình cảm hạnh phúc. Tử vi tuổi mậu tuất Thuộc mệnh mộc có được cơ hội nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim học cách tiết kiệm và quản lý về chi tiêu một cách hợp lý tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy tiền bạc không lo túng thiếu về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi dần Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi trong ngày này khó tránh khỏi những xô sát tranh cãi xảy ra do bạn đang phải chịu ảnh hưởng không nhỏ của cục diện ngũ hành tỵ hợi tương xung trong ngày hôm nay các mối quan hệ xã giao cũng từ đó mà trở nên nghiêm trọng hơn bạn cần phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của mình đừng có để gây tổn thương cho người khác cũng may là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của cát tinh là chính ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên, với bạn đang có được năng lực và vị thế của bạn đang được khẳng định mỗi ngày, bạn hoàn toàn xứng đáng với sự đóng góp của mình cho tập thể. Ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày của ngũ hành, họa thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy, đối với các cặp đôi phải đối diện với giai đoạn quan trọng của cuộc đời, bạn dừng lại hay là bước tiếp đều hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn và đừng có để cho mình phải hối tiếc về sau này bạn tuổi hợi nhé về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có được cơ hội khẳng định năng lực của bản thân mình từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ luôn quan tâm tới sức khỏe của bản thân từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tình cảm gia đình nhạt nhòa không chút gắn kết từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim xem xét lại tình cảm của đôi bạn và đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mối quan hệ từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, tránh làm mất lòng người khác. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.